Hello cả nhà, Hạnh Nguyên Thái đây. Bữa nay thì Hạnh Nguyên Thái sẽ dẫn cho cả nhà mình đi ăn nhà hàng Nhật nha cả nhà. Nhà hàng tên là Benihana. Bây giờ mình đi vô nha. Đây, đi với lại Quanh Quanh với Bò với lại cháu Tứng, em của Quanh với lại anh Xui nha. Chị Xui bữa nay ăn chay rồi cho nên là không có đi. Nhà hàng này là mình muốn ăn là mình phải lại đây, mình phải hẹn giờ trước nha cả nhà. Thì bây giờ mình hẹn giờ là 4:45, nhưng mà lại hơi sớm một chút. Thì mình vô ngồi đợi, bởi vì tại vì cái bàn của người ta giống như là mình ăn theo kiểu là hibachi, là người ta sẽ đứng xào đồ ăn tại bàn. Thì mỗi một cái bàn á là 8 người, mình có 5 người thì người ta sẽ ghép thêm 3 người lạ vô nha. Đây là cái quầy rượu nè, rất là đẹp luôn. Bây giờ mình đang ở đây để mình chờ vô bàn nha các bạn. Bây giờ mình đang vô bàn đây, mình sẽ ngồi nha, 9 giờ nha. Đây nè, menu có rất nhiều thức uống nha. Bây giờ là đang gọi nước uống nè. Hạnh Nguyên Thái uống chanh dây nha. Có rất là nhiều nước uống ngon nha cả nhà. Đó. Ở đây thì một phần đó thì như thế phần vậy. Ok. Một món ăn thì một phần thì gà thì 31 đồng, rồi 35 đồng cũng có, là thịt bò, rồi nói chung là khoảng chừng 30 mấy đồng một phần ăn. Nhưng mà nếu mà mình muốn ăn thêm một con tôm hùm thì 20 đồng một con. Cả nhà mình rất là vui vẻ nè. Cái này là rượu của quý Bo Thái nha, người ta đã pha sẵn rồi. Đầu tiên vô thì mình sẽ được người ta mời mình ăn một món súp cai vị nha cả nhà. Thank you. Súp nấm, để anh thưởng miếng này ngon thì cả nhà. Ăn thử một miếng súp nấm nha rồi con. Ngon quá. Tiếp theo thì sẽ cho mình ăn salad. Lấy cái muỗng vào. Lấy. Khai vị trước xà lách nè. Hello. Bây giờ thợ nấu đã tới. Yes, sir. Chicken fried rice. I'll be back. I need lobster. Okay. Giờ anh đang pha sốt. Ginger sauce for bay seafood or steak. Dạ. À, gừng. Thank you, sir. Đó, sốt để chấm đồ ăn đó các bạn. Trước khi nấu tại chỗ luôn nha.
also try rice. Con tắt nó đi rồi nó làm cái kia để nó quay lâu quá nó ấy con. Nghĩ qua nên cái đó là vũ khí nè. Rất là hấp dẫn, đợi một chút nữa kìa, nó chưa đâu. Giờ nào nó tắt lẹ á. Bây giờ là quả thiêu thiếu Lâm Tự nè. Quả thiêu Lâm Tự. Thank you.
Đây ăn xôi. Tháng tới one, ba. Thank you. Wow, đem thêm một ly nữa là refill nè. Còn cho thêm miếng. Cho thêm miếng nữa. Ưu tiên cho mấy người lớn tuổi. Hey, lobster, bây giờ cơm nè. Cơm rất là ngon luôn cả nhà. Chiên giòn mà ngon lắm. Cơm hầm đó là của anh Nguyên Thái nha. Cơm chiên gà ăn kèm với lại củ hành xào rồi du ký nè. Cái cơm hầm của hành Nguyên Thái nè. Cho thêm một miếng cơm nữa. Cảm ơn. Bây giờ là khách vô đầy ngạc luôn rồi cả nhà. Bên đó người ta cũng đang biểu diễn. Cốc cờ của bé ta, cá lạc của hành Nguyên Thái. Thịt bò mềm tan chảy luôn đấy nha. Phải nói là một bữa ăn rất là tuyệt vời luôn cả nhà, chất lượng luôn, ăn là quá ngon luôn. Cảm ơn Thái Đông với Quỳnh Nguyễn nha. Hạnh Minh Thái rất là cảm ơn cả nhà lúc nào cũng yêu thương và ủng hộ Hạnh Minh Thái nha. Thì bây giờ Hạnh Minh Thái đã khỏe lại rồi và sẽ tiếp tục tung tăng dẫn cả nhà mình đi chơi nhiều chỗ thú vị khác nha cả nhà. Yêu cả nhà rất nhiều. Hóa đơn tính tiền cho bữa ăn ngày hôm nay 5 người 362 đồng 84 cent. Ok. Tiền không phải đầy quan trọng nha cả nhà. Quan trọng là có vui hay là không thôi. Ok.